Nga tuyên bố ấn định chiến thắng ở địa bàn chiến lược quan trọng Pobeda. Ông Putin lên tiếng đáp trả bình luận gây sốc của ông Biden. Mỹ cảnh báo phản ứng nghiêm khắc nếu Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga. Anh công bố hơn 50 biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Mỹ bất ngờ gửi đề xuất ngừng bắn ở Gaza lên Liên Hợp Quốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi pháo kích dữ dội vào các vị trí của Ukraine, các đơn vị xung kích của Nga đã tràn vào địa bàn chiến lược Pobeda, ấn định chiến thắng quan trọng tiếp theo cho quân đội Nga. Bằng cách kiểm soát khu vực này, Nga không chỉ giành được vị trí thuận lợi mà còn cắt đứt được tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, đồng thời cũng thắt chặt được sự kiểm soát đối với vùng ngoại ô Donetsk. Theo đánh giá, chiến thắng ở Pobeda minh chứng cho việc Nga đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng về kế hoạch định hình lại chiến trường. Sự sụp đổ của Pobeda do đó cũng mang tới ý nghĩa rộng lớn hơn và có khả năng sẽ làm thay đổi các cam kết quân sự ở khu vực này trong tương lai. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Pobeda, địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng chỉ cách thành phố Donetsk, miền đông Ukraina khoảng 5 km về phía tây. Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraina đã mất tới hơn 410 binh sĩ gần Donetsk. Trước đó, các kênh Telegram quân sự của Nga đã loan tin về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pobeda. Tuy nhiên, thời điểm đó, quân đội Nga vẫn đang tiến hành hoạt động truy quét nốt lực lượng Ukraina ẩn náu trong đống đổ nát của các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. Mạng tin tức BNN nhận định danh quyền kiểm soát pobeda là một chiến thắng quan trọng của quân đội nga bước ngoặt này không chỉ thể hiện sự tiến bộ về mặt chiến thuật của lực lượng nga mà còn cho thấy sự thay đổi chiến lược trên bàn cờ ở tiền tuyến miền đông ukraine bằng cách kiểm soát pobeda nga không chỉ giành được vị trí thuận lợi mà còn cắt đứt tuyến hậu cần quan trọng của ukraine tới voleda đồng thời thắt chặt sự kiểm soát đối với vùng ngoại ô Donetsk. voleda được cả nga và ukraine coi là một giải thưởng chiến thuật trong cuộc xung đột giữa hai phía ở vùng donbass chiếm được nơi này sẽ là một bước quan trọng để Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine. Trong khi đó, nếu bảo vệ được Vuleda, Kiev sẽ có bệ phóng tiềm năng cho các cuộc phản công trong tương lai về phía Nam. Ngoài ra, nơi này còn nắm giữ sức nặng mang tính biểu tượng. Việc giành được Vuleda sẽ giúp Nga đạt được mục tiêu lớn hơn là kiểm soát toàn bộ khu vực. Theo đánh giá, chiến thắng ở Pobeda minh chứng cho kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng và thực hiện một cách tỉ mỉ của Nga nhằm định hình lại chiến trường theo hướng có lợi cho mình. Sự sụp đổ của Pobeda mang tới ý nghĩa rộng lớn không chỉ dừng lại ở việc ấn định thêm một vùng lãnh thổ của Ukraine rơi vào vòng kiểm soát của Nga. Nó đại diện cho một thay đổi quan trọng trong tình hình mặt trận Donetsk và có khả năng sẽ làm thay đổi các cam kết quân sự ở khu vực này trong tương lai. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tự vệ trước Nga, ngay cả khi điều đó bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu trong biên giới Nga. Một quan chức NATO hôm thứ Năm cũng đã xác nhận với Financial Times rằng ông stoltenberg muốn nói rằng quyền tự vệ của kiev bao gồm việc tấn công các mục tiêu quân sự của nga bên ngoài ukraine tổng thống nga vladimir putin đã nhiều lần cảnh báo ukraine không nên sử dụng thiết bị do phương tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ nga cho rằng làm như vậy có thể có nguy cơ gia tăng xung đột những cảnh báo ban đầu khiến các đồng minh như mỹ ngừng cung cấp vũ khí tầm xa cho kiev có khả năng tiếp cận nga nhưng các đồng minh nato sau đó đã cung cấp cho ukraine những vũ khí như vậy ông stoltenberg cũng lưu ý rằng mỗi đồng minh NATO tự quyết định liệu họ có bất kỳ sự dè dặt nào về những gì họ cung cấp cho Ukraine hay không trước những cảnh báo của ông Putin và nói rằng các đồng minh khác nhau có chính sách hơi khác nhau về vấn đề này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tin rằng nước này có thể cần tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine để đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự. Ông cũng nêu điều kiện đàm phán với Ukraine ông medvedev nói dựa trên những gì tôi đã nói về sự cần thiết phải tạo ra một vùng an toàn chúng tôi còn rất nhiều việc để làm liệu đó có phải kiev không vâng có lẽ nên là kiev nếu không phải bây giờ thì là sau này có thể là trong một giai đoạn khác của cuộc xung đột ông đưa ra lập luận về sự cần thiết phải tiến vào thủ đô của ukraine mặc dù kiev về nguồn gốc là một thành phố của nga nhưng do một nhóm quốc tế gồm những đối thủ nga do mỹ dẫn đầu quản lý theo phó chủ tịch hội đồng an ninh nga giới cầm quyền tại Kiev đều là bù nhìn và tất cả các quyết định đều được đưa ra ở bên kia bờ và tại trụ sở của NATO. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Medvedev khẳng định chỉ có thể đàm phán với Ukraine khi chế độ Kiev thay đổi. Ông Medvedev khẳng định Nga không phản đối các cuộc đàm phán với chính quyền Kiev, nhưng phương Tây chưa thể thuyết phục được họ tham gia vào quá trình này. Vào giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, Nga đã triển khai lực lượng tinh nhuệ cùng hàng trăm xe tăng thiết giáp tấn công vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trong số đó đã hứng chịu tổn thất trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, vốn được trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại của phương Tây. Quân đội Nga bắt đầu rút khỏi khu vực ngoại ô Kiev và tỉnh Chernihiv ở miền bắc Ukraine cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm phái đoàn hai bên đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này giúp quân đội Ukraine giành lại nhiều khu vực xung quanh Kiev, trước khi mở chiến dịch phản công chớp nhoáng vào cuối năm 2022 để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tỉnh Kharkov, vùng Đông Bắc và thành phố Kherson ở miền Nam. Ông chủ điện Kremlin tháng trước cũng từng tuyên bố quân đội Nga sẽ mở rộng vùng đệm an toàn đẩy lực lượng Ukraine khỏi những khu vực do Kiev kiểm soát. Ông nói, ranh giới vùng phi quân sự hóa cần đủ xa để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ Nga, nhất là đối với các vũ khí do nước ngoài sản xuất thường được Ukraine sử dụng để tấn công những thành phố yên bình của chúng ta. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đẩy lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, cũng như đặt mục tiêu giành lại Crimea bán đảo Nga sắp nhập năm 2014. Đầu năm 2023, ông Dmitry Medvedev cũng từng nói rằng rất khó xác định khi nào xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc và Moscow không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa. Vừa qua, một nhóm tình nguyện Ukraine chuyên sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ UAV đăng video vụ tập kích kho chứa xe tăng thiết giáp Nga do Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống Ukraine thực hiện. Trong video, UAV Ukraine gắn đầu đạn chống tăng áp sát và tiến vào một nhà kho thông qua cửa chính để mở, nơi nhiều xe tăng thiết giáp Nga đang đậu và không có binh sĩ canh gác. Chiếc UAV lượn chậm rãi bên trong để chọn mục tiêu trước khi lao vào một chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator. Chiếc UAV thứ hai bay vào nhà kho từ một cửa khác rồi lao xuống xe tăng T72 gần đó. Video còn cho thấy loạt vụ tập kích khác bên trong nhà kho, trong đó UAV tiếp tục tấn công một xe tăng T72, một xe chiến đấu bộ binh BMP3, hai pháo phòng không S60 và hai xe tải được cho là chở đầy đạn dược. Nhà kho chứa phương tiện chiến đấu của Nga bốc cháy sau vụ tập kích phía Ukraine không công bố địa điểm và thời gian cụ thể của vụ tập kích, song cho hay đã phá hủy nhiều phương tiện trị giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ của Nga bằng UAV giá chưa tới 5.200 đô la Mỹ, mang theo đầu đạn nặng khoảng 2 kg. Giới chuyên gia phương Tây nhận định lính Nga cất giữ phương tiện cầu thả trong nhà kho và họ có thể ngăn được tổn thất chỉ bằng một tấm lưới thép giá rẻ trăng ở cửa nhà kho. Hồi cuối tháng 1, hỏa hoạn cũng đã bùng lên tại một số cơ sở năng lượng bên trong nước Nga sau những vụ tấn công bằng UAV, bao gồm một nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapsk một cơ sở lưu trữ cũng của hãng Rosneft tại Kalinsi và ga Ust-Luga trên biển Baltic của hãng khí đốt Novatek. Olena Lapenko, một chuyên gia an ninh năng lượng tại cơ sở nghiên cứu DC Group của Ukraine nói với tờ New York Times, các vụ tấn công vào kho dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm xáo trộn các tuyến hậu cần và làm chậm hoạt động tác chiến. Samuel Bendet, một nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống robot và không người lái quân sự tại Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứu tại Mỹ, trước đó từng nói với Business Insider, Nga tự hào sở hữu các lớp phòng thủ trước khi nổ ra cuộc xung đột như tác chiến điện tử cảm biến, các tổ hợp tên lửa, pháo đội động năng, radar với khả năng nhận diện và ngăn chặn mối đe dọa. Thế nhưng, ông Bennett nói thêm, hầu hết các hệ thống bảo vệ này là nhằm nhận diện và phá hủy các mục tiêu lớn như tên lửa, máy bay trực thăng, máy bay cánh cố định có người lái. Nhiều hệ thống không được thiết kế theo hướng nhận diện các UAV có kích cỡ nhỏ hơn nhiều. TX Hames, một nghiên cứu viên tại Đại học Quốc phòng NDU của Mỹ viết rằng, các UAV nhỏ, giá rẻ gắn bom ở mức tối thiểu có thể gây hậu quả lớn nếu nhắm vào các mục tiêu dễ cháy. Hammes viết, chỉ tầm một lạng thuốc nổ được sử dụng để đánh thẳng vào mục tiêu có thể gây ra vụ nổ thứ hai khiến mục tiêu bị hủy diệt. Từ UAV chỉ vừa trong lòng bàn tay đến các UAV có trọng lượng tới 454 kg, Ukraine đã phát triển và sở hữu một đội UAV đa dạng có thể làm phức tạp thêm các bước tiến của Nga. Các UAV nhỏ với số lượng lớn đang cho thấy khả năng thay đổi cuộc chơi bởi chúng quan sát chiến trường tốt hơn và nhắm vào mục tiêu hiệu quả hơn. Ukraine đã tận dụng công nghệ thương mại để khiến cho các UAV có chi phí rẻ và sẵn có trên chiến trường một cách nhanh chóng. Các UAV cỡ nhỏ có thể nhanh chóng được tập hợp và điều chỉnh mục đích sử dụng để mang đến hiệu quả cụ thể. Chẳng hạn, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV thường được sử dụng để quay phim thì nay đã được trang bị thêm chất nổ để tấn công các mục tiêu cố định với chi phí tương đối thấp. Các UAV này có thể tiến hành các cuộc tấn công với độ chính xác cao trong khi ít bị phòng không Nga phát hiện. Ngoài ra, Ukraine cũng thay đổi mục đích một số lĩnh vực quan trọng của kinh tế trong nước để hỗ trợ chuỗi cung cấp UAV mới, tăng cường năng lực sản xuất UAV qua các mối quan hệ đối tác công tư. Cách đây một năm, Ukraine có 7 nhà máy sản xuất UAV trong nước, nhưng hiện nay nước này có ít nhất 80 nhà máy. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công xung quanh làng Rabotino. Nga dường như đang cố gắng phát huy thành công ở mặt trận phía đông trong những tuần tới và cô lập Rabotino bằng mọi giá. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đã giành được thành phố tiền tuyến Adipka. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cho biết, kể từ đầu xung đột, Nga đã phóng tổng cộng hơn 8.000 tên lửa và khoảng 4.630 máy bay không người lái UAV nhắm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Sau khi kiểm soát thành phố Adipka, trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công xung quanh làng Rapotino, vùng đất mà Ukraine phải nỗ lực rất nhiều mới giành được trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi liên tiếp các cuộc tấn công bằng xe bọc thép và một số lượng lớn bộ binh của Nga trong khu vực. Các nhà phân tích độc lập cho biết, Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở phía Tây và phía Nam Rapotino. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía Tây của ngôi làng. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Dmitry người phát ngôn của lực lượng Ukraine đang chiến đấu trong khu vực cho biết, hãy chú ý đến làng Rapotino, Nga nhiều khả năng đang đặt mục tiêu giành được một số thành công ở đó và lên kế hoạch cố gắng chiếm ngôi làng. Các cuộc tấn công xung quanh Rapotino diễn ra trong bối cảnh Nga đã giành được thành phố tiền tuyến Adipka, cách đó khoảng 160 km về phía đông, và tấn công các vị trí của Ukraine ở bờ đông sông Dnepr nằm cách 370 km về phía tây. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, các cuộc tấn công diễn ra gần như đồng thời này được thiết kế để gây sức ép trên khắp chiến tuyến nhằm làm giảm khả năng rút lui và bổ sung lực lượng của Ukraine, buộc ép phải tiêu hao kho đạn dược vốn đã khan hiếm. Sơ Kuzan, chủ tịch nhóm nghiên cứu trung tâm an ninh và hợp tác Ukraine dự đoán, Nga sẽ cố gắng phát huy thành công ở mặt trận phía đông trong những tuần tới và cô lập Rapotino bằng mọi giá. Riba, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga nói rằng, các lực lượng nước này đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía nam Rapotino và giao tranh đang diễn ra trong ngôi làng đang bị tàn phá nghiêm trọng. Hiện Nga đang tiến hành các cuộc tấn công thăm dò điểm yếu phòng thủ của Ukraine. Ông Dmitry Likovoi, một quan chức thuộc lực lượng vũ trang Ukraine dự đoán, người Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn thông qua Rapotino nhằm vào Orekhov. Cũng liên quan đến xung đột, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, kể từ khi mở kế hoạch quân sự ở Ukraine cách đây 2 năm, Nga đã phóng tổng cộng hơn 8.000 tên lửa và khoảng 4.630 máy bay không người lái UAV nhắm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Các tên lửa này thuộc nhiều chủng loại trong đó có cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu vật âm. Ngoài tên lửa, Moscow cũng sử dụng ngày càng nhiều UAV cho các cuộc tấn công. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ hơn 3.600 UAV. Những tên lửa và UAV này nhắm vào những mục tiêu như kho vũ khí, đạn dược, các hạ tầng năng lượng, cơ sở sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã biến hầu hết các căn hầm ở Adipka thành kho đạn dược được chuyển đến từ nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố việc tiến quân và di chuyển đến trung tâm thị trấn là nhiệm vụ của lữ đoàn vệ binh số 55. Các nhóm xung kích tiến về phía trước theo nhiều trục. Lực lượng chính tiến dọc theo phố Sabonaya. Hầu hết các ngôi nhà đều có đơn vị hỏa lực của đối phương. Các chuỗi hầm trú ẩn và thiết bị quân sự được che chắn giữa những ngôi nhà. Hầu hết các căn hầm đều biến thành kho chứa đạn cối, súng phóng liệu. Vũ khí và vật tư đều có nguồn gốc nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, khi rút khỏi Adipka, quân đội Ukraine đã để lại nhiều bằng chứng cho thấy sự tham gia của lính Mỹ, Canada và các nước liên minh châu Âu EU trong các hoạt động quân sự. Đáng chú ý, bộ này tiết lộ rằng một trong những trận giao tranh quyết liệt nhất đã diễn ra gần ga xe lửa của thị trấn, nơi Ukraine triển khai các đơn vị mạnh nhất. Một quan chức Ukraine cho hay lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía đông bắc nước này. Người phát ngôn nhóm tác chiến giám sát tiền tuyến phía đông Ukraine, Ilya Yevlas, nói trên truyền hình Ukraine Nga đang tiến quân xung quanh Liman và Kupiansk. Ở khu vực Kharkov giáp Nga, bất chấp thương vong hoặc tổn thất về thiết bị, họ liên tục bổ sung lực lượng dự bị. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trụ sở tại Washington, Mỹ, lực lượng Nga đang tấn công mạnh mẽ dọc theo bốn trục song song ở phía đông bắc Ukraine. Điều này cho thấy Nga có thể đang mở rộng và nâng cấp hoạt động quân sự. ISW nhận định, mục tiêu dài hạn của Nga với đợt tấn công phối hợp có thể kéo dài hàng tháng, Khả năng là để chuẩn bị nền tảng nhằm tiến sâu hơn vào khu vực phía tây của vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát và thâm nhập vào khu vực Kharkov ở phía bắc. Vừa qua, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga, thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Ông Stoltenberg cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và theo luật quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ. Điều đó cũng bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp, các mục tiêu của quân đội Nga bên ngoài Ukraine. Một quan chức NATO xác nhận với Financial Times ngày 22 tháng 2 rằng điều ông Stoltenberg nói, tức là Kiev có quyền tự vệ, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên ngoài Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo Ukraine về việc sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, đồng thời cho rằng động thái này có nguy cơ làm leo thang xung đột những cảnh báo như vậy đã khiến các đối tác của Ukraine như Mỹ chỉ hoãn việc cung cấp cho Kiev các vũ khí tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga. Song cuối cùng các nước NATO vẫn cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với Fox News thừa nhận rằng 2023 là một năm phức tạp đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu trước đó, đặc biệt là ở vùng đông bắc Kharkov. Ông Zelensky nói, trong hai năm qua, chúng tôi đã giành lại được một phần khu vực Khà Cốp. Giờ đây chúng tôi đang ở khu vực này và chúng tôi đã mở khóa biển đen, có các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc và chúng tôi đã loại bỏ rất nhiều tàu của hạm đội Nga. Ông đặt câu hỏi, đó là điều chúng tôi đã làm trong hai năm, còn họ đã làm gì? Chỉ một nơi này thôi, nhưng để làm gì? Quân đội Nga vừa qua tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Adipka, chiến thắng lớn nhất của Moscow kể từ sau khi giành được thị trấn Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Adivka nằm cách thành phố Donetsk 15 km về phía tây bắc. Các nhà phân tích Nga cho rằng việc giành được thị trấn này sẽ giữ cho Donetsk an toàn trước các cuộc pháo kích của Ukraine, trong khi Moscow đang tiếp tục nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky tỏ ra bất bình trước sự đình trệ của viện trợ phương Tây. Ông nói, chúng ta phải nhanh hơn, điều đó có nghĩa là phải loại bỏ bộ máy quan liêu, nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội. Tổng thống Ukraine thừa nhận rằng việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của mỹ sẽ không dễ dàng trong khi đó các quan chức mỹ cho rằng việc ukraine mất adipka không phải là một thất bại chiến lược đáng kể họ nói những thắng lợi của nga ở miền đông ukraine không nhất thiết sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các phòng tuyến của ukraine đồng thời moscow cũng khó có thể bắt đầu một cuộc tấn công lớn khác tuy nhiên trong những ngày gần đây giới chức mỹ cho hay nhuệ khí của binh sĩ ukraine đã suy giảm sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái vì vấn đề đó, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh. Và như vậy, việc Adipka thất thủ có thể nghiêm trọng hơn những gì người ta nghĩ lúc đầu. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Nga không giành thêm được lợi thế dù có kiểm soát được Adipka. Ông nói Ukraine mất Adipka là do quân đội không được trang bị đầy đủ và nguyên nhân chủ yếu là do Quốc hội Mỹ chậm trễ trong việc hỗ trợ Ukraine. Trước tình hình viện trợ chậm trễ từ phương Tây, ông Zelensky nói rằng bạn phải hiểu rằng sự giúp đỡ này rất quan trọng. Nếu không có nó, sẽ ngày càng có nhiều anh hùng bị thương. Nếu bạn không có một lá chắn phòng thủ thực sự và những khẩu pháo mạnh mẽ, thì tất nhiên bạn sẽ mất nhân lực. Vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm các hạng mục dành cho Ukraine. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn từ chối đưa gói viện trợ này ra biểu quyết tại Hạ viện. Chiến trường Ukraine đang chứng kiến sự đảo chiều nhanh chóng khi chiến dịch phản công quy mô lớn của Kiev thất bại, Nga củng cố được lực lượng và chuyển sang phản công. Việc thành trì Adipka thất thủ là thất bại đáng kể nhất của quân đội Ukraine trong gần một năm qua, giáng đòn mạnh vào tinh thần binh sĩ, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực tuyển quân để bổ sung lực lượng của Kiev. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Adipka. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn có thể gượng dậy sau loạt thất bại và ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga, nếu nước này ưu tiên phòng thủ, xây dựng lại năng lực tác chiến và tấn công ở khu vực đối phương dễ bị tổn thương nhất. Michael Coman, chuyên gia thuộc viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie có trụ sở tại Mỹ cho biết, chiến lược phù hợp cho Ukraine trong năm nay là giữ thế trận, xây dựng lại lực lượng và tiến công có chọn lọc. Theo ông Coman, trong giai đoạn giữ thế trận, Ukraine phải củng cố phòng tuyến cố thủ và bảo vệ tiền tuyến nhằm tiêu hao lực lượng nga. chuyên gia này giải thích nếu ukraine chuyển sang thế thủ và giữ phong tuyến, họ sẽ đẩy nga vào thế bất lợi khi phải hao tổn nhiều nguồn lực để tấn công vào những trận địa được củng cố. trong quá trình giữ vững phong tuyến, ukraine có thể xây dựng lại lực lượng thông qua tái cơ cấu các đơn vị, tăng cường huấn luyện, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và viện trợ quân sự từ phương tây. đồng thời, quân đội nước này cũng có thể tiến hành tấn công có chọn lọc vào những mắt xích yếu nhất của Nga trên tiền tuyến, thay vì phản công diện rộng như hồi năm ngoái. Cách đánh này có thể bào mòn dần năng lực của Nga, tạo cơ hội cho các hoạt động tấn công lớn sau này của Ukraine. Theo chuyên gia Komar, việc Ukraine đạt được lợi thế cần thiết để tiến hành chiến lược này là khả thi vào năm 2025, nhưng điều đó phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây và những quyết định trên chiến trường được đưa ra vào thời điểm này. Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công vào hạm đội biển đen của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV và các xuồng không người lái mang theo chất nổ. Lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Ukraine có thể tiếp tục phát huy thành công đó trong năm 2024 nhằm đạt ưu thế trên chiến trường. Ông Kopman cho hay, trong trường hợp tốt nhất, Ukraine có thể giành lại thế chủ động vào năm tới. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, Ukraine vẫn có thể cầm cự một cách hiệu quả. Bà Emma Asford, thành viên cấp cao tại trung tâm Henry L. Stimson, cho rằng Ukraine thiếu năng lực thực hiện các hoạt động tấn công, bởi vậy ép nên chú trọng đến việc xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc để ngăn Nga giành thêm lãnh thổ. Bà Asford nói, Ukraine chưa thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng họ có thể ngăn Nga đạt thêm lợi ích trên chiến trường. Ukraine nên tăng cường xây dựng các công sự cố định, đào sâu phong tuyến, sử dụng mìn sát thương, mìn chống tăng, điều mà lực lượng Nga đã thực hiện trong năm qua và giúp họ phòng thủ khá hiệu quả. Đề cập đến hệ thống phòng thủ vững chắc Nga thiết lập trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine. Chuyên gia Adford nói thêm rằng, việc tập trung vào xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng có thể mang lại lợi ích chính trị cho các đối tác phương Tây, vì châu Âu có thể duy trì viện trợ cho Ukraine, trong khi sự hỗ trợ quan trọng của Mỹ dành cho Kiev vẫn ở tình trạng bế tắc trong tương lai gần. Bà Adford cho hay, mặc dù sự hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng khi cung cấp cho Ukraine một số loại đạn dược và thiết bị cần thiết, nhưng việc ưu tiên quốc phòng không nhất thiết đòi hỏi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine mà Mỹ đang tranh luận tại Quốc hội. Trong khi đó, Daniel David, thành viên của tổ chức tư vấn chính sách Defense Priorities, cho rằng con đường dẫn đến chiến thắng của Ukraine không thông qua các hành động trên chiến trường. Ông David đánh giá, Ukraine khó có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột về mặt quân sự. Lực lượng Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, vũ khí và các nguồn cung cấp quan trọng khác khiến khả năng phòng thủ của họ trở nên khó khăn hơn. Việc Adipka thất thủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý chiến đấu của các đơn vị quân đội Ukraine. Ông Dmytro Lykovi, quan chức phụ trách quan hệ công chúng của nhóm chiến lược Tabria, lực lượng chủ lực Ukraine chiến đấu ở tiến tuyến vừa qua, đưa ra bình luận về thông tin có tới 850 đến 1.000 binh sĩ Ukraine bị nga bắt làm tù binh hoặc mất tích do báo Mỹ New York Times đăng tải. Ông Lykovi nói tôi có dữ liệu sát với những con số cụ thể kể từ khi chúng tôi xem xét tình hình nhưng cho đến nay vẫn chưa tiết lộ do vẫn đang trong quá trình xác minh. Có các binh sĩ vẫn đang tiếp tục liên lạc với phía chúng tôi. Chúng tôi không thể cung cấp con số chính xác để tránh bị cáo buộc là đưa thông tin sai lệch, công bố sự thật khó hơn so với tung tin giả vì sự thật gần được xác minh. Quan chức quân đội Ukraine khẳng định không hề có việc hàng trăm binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ hay mất tích trong quá trình rút lui khỏi Adipka như thông tin do tờ New York Times đăng tải. Ông Likovy nói thêm, New York Times nhắc đến cụm từ hàng trăm, chúng tôi nói rằng không có tới hàng trăm. Thật đáng tiếc khi phương tiện truyền thông uy tín của Mỹ lại đứng về phía những thông tin do Nga tuyên truyền và không lắng nghe các tuyên bố của chúng tôi. Ông Likovy nhận định, không rõ New York Times trích dẫn nguồn tin giấu tên từ đâu nhưng rõ ràng nguồn tin đang lan truyền thông tin của Nga giống như cách Nga nói về cuộc tiến công ở Adika. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine chỉ trích báo Mỹ. Trung tâm chống thông tin sai lệch CCD của chính phủ Ukraine tháng 12 năm ngoái cáo buộc New York Times làm việc cho Nga sau khi tờ báo đăng bài viết về triển vọng đàm phán hòa bình moscow kiev CCD chỉ trích cách nhìn nhận vấn đề trong bài viết cho rằng đây có thể là cách Nga phát tín hiệu nhằm ngăn nguồn viện trợ quân sự từ phương tây cho ukraine ở chiều đối diện trong một cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu cho biết nga đã giành được adipka với tổn thất tối thiểu ông tuyên bố rằng trong quá trình rút lui lực lượng ukraine đã để lại một số lượng đáng kể binh sĩ bị thương cũng như khí tài và thiết bị quân sự tuy nhiên ukraine và phương tây cho rằng để giành được adipka Nga đã phải chịu tổn thất lớn về cả binh sĩ lẫn khí tài quân sự. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói thương vong của Moscow tại thành trì Adipka cao gấp 7 lần so với Kiev sau khi tân tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh cho lực lượng rút lui khỏi đây. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột ở Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, lữ đoàn 59 của Ukraine đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm. Họ thiếu thốn nhân lực lẫn đạn dược để chống lại quân đội Nga một chỉ huy trung đội có biệt hiệu là Ti, ước tính rằng lữ đoàn chỉ còn từ 60 đến 70% quân số tính từ khi bắt đầu xung đột. Số còn lại đã tử vong hoặc bị thương hoặc giải ngũ vì những lý do như tuổi tác hoặc bệnh tật. Thương vong nặng nề cùng với điều kiện thời tiết cực đoan ở mặt trận phía đông đã phần nào tàn phá sức khỏe của những người lính. Một đại đội trưởng trong lữ đoàn cho biết, thời tiết chỉ là sự lặp lại của mưa và tuyết. Họ đã mắc bệnh cúm hoặc đau thắt ngực và phải dừng việc chiến đấu một thời gian mà không có ai thay thế. Chính vì vậy, vấn đề trước mắt nhất ở mỗi đơn vị là thiếu nhân lực. Nga đang ở thế thượng phong trong một kế hoạch quân sự kết hợp chiến đấu tiêu hao trên chiến hào. Điều này phần nào gợi nhớ đến thế chiến thứ nhất, nhưng hơn là hiện tại là chiến tranh công nghệ cao, đưa hàng chục nghìn cỗ máy lên bầu trời. Moscow đã đạt được một số thành tiệu trong thời gian gần đây và tuyên bố giành chiến thắng lớn khi nắm quyền kiểm soát Adipka ở khu vực phía đông Donetsk. Đô Người phát ngôn của lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3, một trong những đơn vị cố gắng giữ thị trấn cho biết quân phòng thủ đồng hơn rất nhiều lên tới 7 chọi một. Theo Reuters, mặc dù có động lực để chống lại sự tiến công của Nga, nhưng đối với Ukraine luôn tồn tại những thách thức lớn trong việc cầm chân đối phương, nhất là sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây có dấu hiệu chậm lại, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một chỉ huy khác của lữ đoàn 59 của Ukraine đã mô tả các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bởi các nhóm từ năm đến bảy binh sĩ Nga. Những người sẽ xung phong tới 10 lần một ngày trong các cuộc tấn công như say thịt. Dù điều này một mặt gây ra những tổn thất lớn với người Nga, nhưng cũng là mối đe dọa lớn đối với quân đội của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời các yêu cầu bình luận về tình trạng trên tiền tuyến. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Hariliuk cho biết Ukraine buộc phải phòng thủ do thiếu đạn pháo và tên lửa. Trong một phản hồi, ông Ivan viết, nếu việc viện trợ quân sự thiết yếu ngày càng chậm trễ, tình hình trước mắt sẽ ngày càng khó khăn đối với chúng tôi. Một người lính phục vụ trong đơn vị pháo phóng loạt Grad có ký hiệu là Scorpion, cho biết bệ phóng đang được sử dụng loại đạn từ thời Liên Xô mà một số đồng minh của Ukraine nắm giữ, hiện đang hoạt động ở khoảng 30% công suất tối đa. Người lính này cho biết không có nhiều đạn dược từ nước ngoài. Pháo bình cũng đang thiếu nguồn cung do các nước phương Tây không thể đáp ứng được nhịp độ cho một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài việc Mỹ tạm dừng nguồn cung, EU còn thừa nhận rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3 tới. Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine cho biết lực lượng vũ trang của nước này có số lượng khoảng 800 trong khi vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng cường lực lượng của Nga từ 170.000 quân lên 1,3 triệu. Ngoài nhân sự, chỉ tiêu quốc phòng của Moscow cũng vượt trội so với Ukraine. Vào năm 2024, Nga đã dành 109 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực này, hơn gấp đôi mục tiêu của Ukraine là 43,8 tỷ đô la Mỹ. Một đạo luật mới nhằm huy động thêm 450 đến 500.000 người Ukraine đang dần được thông qua bởi quốc hội, nhưng với một số binh sĩ trên chiến trường, một lượng lớn quân tiếp viện dường như vẫn đang là một hy vọng xa vời. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gần đây đã gọi sự thiếu hụt đạn pháo của Ukraine là vô cùng cấp bách. Ông đã có bức thư gửi tới Liên minh châu Âu và kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia cần hành động nhiều hơn để tăng cường nguồn lực. Theo tờ Financial Times, nội dung bức thư đã nêu rõ yêu cầu tối thiểu hàng ngày của Ukraine là 6.000 quả đạn pháo, nhưng lực lượng hiện tại của Ukraine chỉ có thể bắn 2.000 quả mỗi ngày trong đó Kiev đã chứng kiến sự bùng nổ sản xuất và nâng cấp UAV. Trong khi ở chiều ngược lại, Moscow đã vượt xa đối thủ bằng các khoản đầu tư khổng lồ của riêng mình, cho phép nước này vô hiệu hóa lợi thế ban đầu của Ukraine. Khi việc sử dụng UAV ngày càng tăng, cả hai bên cũng phải tăng cường triển khai các hệ thống tác chiến điện tử có thể làm gián đoạn tần số truyền lệnh từ phi công đến UAV, khiến chúng rơi khỏi bầu trời hoặc bắn trượt mục tiêu. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Stock thừa nhận Lầu Năm Góc đã không chuẩn bị trước các kế hoạch đầy đủ để hướng dẫn lực lượng Ukraine bảo trì, sửa chữa xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phòng không mà Washington đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Ông Stock cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine xe bọc thép và hệ thống phòng không mà không có kế hoạch đảm bảo tính hữu dụng lâu dài của chúng. Đồng thời nhấn mạnh việc thiếu tầm nhìn xa trong vấn đề này là điều đáng lo ngại và cần được khắc phục kịp thời. Theo ông Stock, việc không lập kế hoạch đầy đủ gây nguy hiểm cho khả năng chiến đấu hiệu quả của Ukraine bằng cách sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp, cũng như sự sẵn sàng của Bộ Quốc phòng trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia khác nếu cần. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, Lầu Năm Góc đã cung cấp các khóa đào tạo vận hành và bảo trì cơ bản về hệ thống phòng không Patriot, cũng như các bộ phận và vật tư ban đầu, nhưng không thiết lập đào tạo nâng cao để giải quyết các nhiệm vụ bảo trì, thay thế thiết bị cần thiết. Ông Stock cho rằng nếu không có sự hỗ trợ trong bảo trì vũ khí theo kế hoạch, bao gồm các phụ tùng thay thế, đạn dược và bảo trì thích hợp, người Ukraine sẽ không thể duy trì các hệ thống vũ khí này trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Tính đến tháng 8 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã hoặc đang chuyển giao 186 xe chiến đấu Bradley, 189 xe chiến đấu Striker và 31 xe tăng M1 Abrams cũng như một số lượng xe Patriot không xác định cho Kiev. Theo các báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không phát triển hoặc thực hiện kế hoạch để duy trì bất kỳ loại vũ khí nào trong số đó. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng không có gì cho thấy số vũ khí có thể được duy trì qua tháng 10 năm 2024. Theo đài RT, Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Mỹ đang gặp khó khăn trong việc thay thế các hệ thống vũ khí được gửi đến Ukraine do thiếu linh kiện, thiếu dây chuyền sản xuất hoặc nhân sự được đào tạo. Trên thực địa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất một hệ thống Patriot của Mỹ đã bị tên lửa siêu thanh của nước này phá hủy. Cuộc phản công của Ukraine năm ngoái chứng kiến nhiều xe Bradley và Stryker bị phá hủy. Ông Robert Gates, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA và từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, trước đó đã nhận định sau khi chiếm được thành phố tiền tuyến Adipka, quân đội Nga đã phá vỡ thế bê tắc trong xung đột với Ukraine. Ông lưu ý rằng Moscow đã phải chịu những tổn thất lớn Thế nhưng với việc Ukraine thiếu pháo binh do thiếu hỗ trợ từ Mỹ, người Nga đang cảm thấy rằng tình thế đã thay đổi. Ông Gates nói với tờ The Washington Post rằng người Nga đã lấy lại được động lực. Tất cả những gì tôi nhận thấy là người Nga đang tấn công dọc theo mặt trận dài gần 1.000 km. Theo các báo cáo và đoạn video, Ukraine đã dùng tên lửa HIMARS để tấn công và loại bỏ ít nhất 60 binh sĩ Nga đang tập trung đông người trên một bãi đất trống tại một khu huấn luyện gần làng Chudovsky ở miền đông Ukraine. Một quân nhân Nga sống sót sau vụ tập kích cho biết các binh sĩ khi đó tập trung để chờ thiếu tướng Oleg Moiseyev, chỉ huy tập đoàn quân số 29 thuộc quân khu miền đông của Nga tới thị sát. Người này nói, các chỉ huy yêu cầu chúng tôi xếp hàng trên bãi đất trống. Phóng viên chiến trường Nga Roman Sapunkov cho biết Tướng Mosierep cuối cùng không tới thị sát đơn vị nói trên. Sapulcov viết yêu cầu các quân nhân tập hợp đội hình một cách không cần thiết chỉ để thể hiện bản thân mình quan trọng, có thể khiến các vị bị đạn pháo HIMARS giáng xuống đầu. Vì thế hãy lo cho chính bản thân và cấp dưới của các vị. Sau khi Bradtch, phát ngôn viên của quân tình nguyện miền Nam Ukraine cũng đăng video cho thấy những quả đạn HIMARS lao xuống nhóm quân nhân nga đang tập trung trên một khu vực chống trải trong vụ tập kích tương tự tại Kherson, miền Nam Ukraine. Kênh Telegram Riba ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Alexander Osipov, quyền thống đốc khu vực Transbaikalia gần đó, đã xác nhận vụ tấn công và cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công tên lửa và thông tin cho gia đình các binh sĩ. Ông Osipov xác định lữ đoàn súng trường cơ giới số 36 là tiểu đoàn bị ảnh hưởng nhưng cho biết thông tin về số người chết và thông tin chi tiết đã bị phóng đại quá mức. Đoạn video đồ họa về hậu quả của cuộc tấn công đã được chia sẻ trực tuyến bởi Jaroslav Chofimov, trưởng phóng viên đối ngoại của The Wall Street Journal, cho thấy hàng chục thi thể trên bãi đất trống. Vụ tấn công của Ukraine xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu gặp nhau để ăn mừng chiến thắng quân sự trên truyền hình. Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công, nhưng BBC đưa tin hệ thống phóng HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng để bắn hai tên lửa. Các bên tham gia xung đột Nga-Ukraine từng chịu thiệt hại khi yêu cầu binh lính tập trung tại một khu vực để chuẩn bị cho những sự kiện có cấp trên tham dự. Hồi đầu tháng 11 năm 2023, quân đội Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích Sơn Cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Nhiều tài khoản mạng xã hội Ukraine cho biết Ban chỉ huy lữ đoàn 128 yêu cầu 100 binh sĩ tập hợp để tổ chức lễ trao thưởng nhân ngày truyền thống của pháo binh nước này. Vụ tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, ông Putin và đại sứ Nga tại Mỹ đã đáp trả gay gắt việc ông Biden sử dụng một cụm từ mang tính xúc phạm để nhận xét về Tổng thống Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, đây là một sự hổ thẹn với nước Mỹ khi người lãnh đạo của quốc gia này sử dụng những ngôn từ như vậy. Trong một sự kiện vận động ở San Francisco, Tổng thống Biden đã sử dụng một cụm từ mang tính xúc phạm để nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, ông Biden cũng cho rằng chủ nhân điện Kremlin là một nguy cơ với nhân loại, bên cạnh biến đổi khí hậu và xung đột hạt nhân. Điện Kremlin sau đó đã thể hiện sự phẫn nộ với phát ngôn của ông Biden, cho rằng người dân Mỹ cần cảm thấy xấu hổ về tổng thống của họ. Phát ngôn viên điện Kremlin Ông Dmitry Peskov nói, đây là một sự hổ thẹn với nước Mỹ khi người lãnh đạo của quốc gia này sử dụng những ngôn từ như vậy. Cũng theo ông Peskov, bình luận gây sốc của ông Biden chỉ là một chiêu trò để thu hút cử tri và những nhận xét kiểu này không thể làm tổn thương bất kỳ nguyên thủ nào, đặc biệt là Tổng thống Putin. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng đáp trả những bình luận gây sốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Putin cho biết, tôi đã nói rằng Moscow sẵn sàng làm việc với bất kỳ Tổng thống nào được người dân Mỹ tin tưởng. Nhưng đối với tôi, việc ông Biden tiếp tục tại vị sẽ tốt hơn cho Nga. Dựa trên những gì ông ấy đã nói, nhận định của tôi hoàn toàn đúng. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ một công hàm phản đối, nhấn mạnh rằng những bình luận của ông Biden là thái quá và không thể chấp nhận được. Ông Putin cũng từng nhận xét rằng ông Biden là một chính trị gia truyền thống dễ đoán. Nhà Trắng ngay sau đó đã lên tiếng phản đối bình luận của Tổng thống Nga. Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông sẽ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny tử vong và kỷ niệm 2 năm xung đột ở Ukraine. Theo Bloomberg, ông Biden cho biết Mỹ sẽ công bố một gói trừng phạt mạnh mẽ mới nhằm vào Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller nói, Nga theo dõi các lệnh trừng phạt, quan sát và cố gắng né tránh chúng. Vì vậy, chúng tôi theo dõi các hành động mà phía Nga thực hiện và tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, tập trung vào ngăn chặn lần tránh trừng phạt. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Tài chính Mỹ Uli Adeyemo, Washington sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 cá nhân và thực thể, được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia khác, nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, cũng như các công ty ở các nước thứ ba. Trước đó, Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Cảnh báo Washington sẵn sàng tiến xa hơn nếu Tehran bán tên lửa đạn đạo cho Moscow. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nêu rõ Iran không giúp đỡ Nga miễn phí. Để đáp lại sự hỗ trợ của Iran, Nga đã đưa ra đề nghị hợp tác quốc phòng chưa từng có. Vì vậy, Iran đang tìm kiếm các thiết bị quân sự trị giá tổng cộng hàng tỷ đô la Mỹ từ Nga. Trong hôm 22 tháng 2, Reuters đưa tin, Anh cũng đã thông báo gói trừng phạt mới đối với hơn 50 cá nhân và thực thể có liên quan Nga, nhằm tìm cách giảm bớt kho vũ khí và ngân sách dành cho xung đột của Tổng thống Putin hai năm sau chiến dịch ở Ukraine. Theo Ngoại trưởng Anh David Cameron, nước này sẽ gây áp lực kinh tế để Nga không thể đủ tiền chi trả cho xung đột khiến Moscow thiếu hụt các nguồn lực cần thiết để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Anh cho hay, những đối tượng bị trừng phạt là các nhà nhập khẩu và sản xuất công cụ máy móc quan trọng của Nga, vốn được sử dụng để sản xuất các hệ thống và linh kiện phòng thủ, từ tên lửa và động cơ cho đến xe tăng và máy bay chiến đấu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng phi hành đoàn thực hiện chuyến bay ngắn trên chiếc máy bay ném bom TU-160M được hiện đại hóa. Theo hãng tin RT, chuyến bay kéo dài trong 30 phút từ thành phố Kazan thuộc vùng Tatarstan của Nga. Trước đó, Tổng thống Putin đã có chuyến thị sát nhà máy hàng không Gobonov Kazan, nơi chịu trách nhiệm hiện đại hóa các máy bay do cục thiết kế Tupolev phát triển vào những năm 1970. Điện Kremlin cho biết đường bay của Tu-160M không được tiết lộ vì đây là bí mật quân sự. Quá trình chuẩn bị trước khi máy bay cất cánh dài 45 phút, bay đồng hành cùng Tổng thống Putin còn có một phi công bay thử nghiệm của không quân Nga. Đoạn video ghi lại chuyến bay của Tổng thống Putin trên TU-160M cũng được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của Điện Kremlin. Những hình ảnh đầu tiên của đoạn video dài một phút cho thấy cảnh máy bay TU-160M cất cánh, sau đó là hình ảnh từ một số camera trong buồng lái và Tổng thống Putin ngồi ở ghế phi công phụ. Phát biểu sau chuyến bay trên chiếc TU-160M, ông Putin cho hay, xét trên nhiều khía cạnh, đây là cụ máy mới, ngay cả một người bình thường cũng có thể thấy việc điều khiển mượt mà hơn. Nó rất đáng tin cậy cùng vũ khí được trang bị. Đây thực sự là một chiếc máy bay mới. Tổng thống Putin còn mô tả chiếc TU-160M được hiện đại hóa là công nghệ thực sự của thế hệ tiếp theo. Do đó, ông sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng đưa TU-160M vào sử dụng trong không quân Nga. Khi biết rằng oanh tạc cơ TU-160M chưa có tên, Tổng thống Nga đề nghị đặt tên cho máy bay này theo tên nhà lãnh đạo đầu tiên của vùng Tatarstan là Mitimer Saimizep. Theo TASS, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin lái máy bay ném bom TU-160. Trước đó là vào năm 2005, ông Putin ngồi ghế phụ điều khiển máy bay cùng một phi công khác trong chuyến thăm hạm đội phương Bắc và kiểm tra cuộc tập trận của lực lượng không quân tầm xa của Nga trên bán đảo Kola. Trước đó vào năm 1999, ông Putin khi còn đang giữ chức thủ tướng Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với cường kích Su-25UB kéo dài 10 phút trong chuyến thăm trường hàng không quân sự cấp cao Krasnodar. Một lần khác tổng thống Putin lái máy bay chiến đấu là vào năm 2000. Ông Putin đã ngồi ghế phụ của tiêm kích Su-27UB và thực hiện chặng bay từ Krasnodar đến Grozny. Vào tháng 8 năm 2010, ông Putin cũng tham gia dập tắt đám cháy rừng ở vùng Ryazan từ thủy phi cơ chữa cháy BE-200. Trong chuyến bay kéo dài nửa giờ, nhà lãnh đạo Nga đã thay thế phi công phụ trong buồng lái và kiểm soát cả việc lấy nước từ sông Oka và xả nước vào những khu rừng đang cháy ở vùng lân cận Ryazan. TU-160 là oanh tạc cơ siêu thanh có sạch cánh và khối lượng rộng lớn nhất từng được chế tạo. Đây cũng là loại máy bay chiến đấu to và nặng nhất thế giới, cũng như oanh tạc cơ có tốc độ cao nhất. Nó được đặc biệt danh thiên nga trắng nhờ lớp sơn có khả năng phản xạ tia phóng xạ và khả năng cơ động hiếm có đối với máy bay ném bom. Phiên bản hiện đại hóa TU-160M được trang bị hệ thống tự vệ tích hợp, thiết bị liên lạc và động cơ đời mới, cùng nhiều vũ khí tối tân nhằm tăng cường khả năng tiến công tầm xa có độ chính xác cao. Quân đội Nga khẳng định uy lực của TU-160M cao hơn hẳn so với biến thể TU-160 nguyên bản, tầm bay cũng được tăng thêm 1.000 km Chính phủ Anh và một quan chức Mỹ cho biết, hai nước này ủng hộ Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO. Các nguồn tin tiết lộ ông Rutte đang nhận được sự ủng hộ từ ít nhất là 20 thành viên NATO. Theo Bộ Ngoại giao Anh, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte là một nhân vật được kính trọng trên toàn NATO với kinh nghiệm và các bằng cấp nghiêm túc về quốc phòng và an ninh. Ông cũng đồng thời là người sẽ góp phần đảm bảo liên minh quân sự này vẫn vững mạnh và sẵn sàng cho mọi nhu cầu tự vệ chính phủ anh bày tỏ tin tưởng rằng ông rutte có thể tiếp tục đảm bảo một nato mạnh mẽ sẵn sàng phòng thủ và gian đe một quan chức mỹ không nêu tên tiết lộ với hãng tin reuters về sự ủng hộ tương tự với ông rutte từ tổng thống mỹ joe biden vị này nói tổng thống biden ủng hộ mạnh mẽ thủ tướng rutte ứng cử vào vị trí tổng thư ký tiếp theo của nato thủ tướng rutte có hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của liên minh này là một lãnh đạo và người truyền đạt tài năng sự lãnh đạo của ông ấy sẽ phục vụ tốt cho liên minh ở thời điểm quan trọng này. Về phía Đức, theo hãng tin AFP của Pháp, vào chiều 22 tháng 2, người phát ngôn chính phủ liên bang Stephen Herbestre cho biết trên mạng xã hội X rằng thủ tướng Sol ủng hộ việc đề cử ông Macronet làm tổng thư ký mới của NATO. Với kinh nghiệm dày dặn, chuyên môn sâu rộng về chính sách an ninh và kỹ năng ngoại giao mạnh mẽ, ông ấy là một ứng cử viên xuất sắc. Như vậy theo Politico, thủ tướng Hà Lan Macronet rõ ràng đang được các đồng minh lớn trong NATO yêu thích. Tuyên bố của Mỹ, Anh và Đức đã gây thêm áp lực buộc các nước ở sườn phía đông phải bớt do dự đối với ông Rutte, vốn bị chỉ trích vì đã không đưa chi tiêu quốc phòng của Hà Lan đạt mục tiêu 2% GDP mà tất cả các đồng minh NATO đã cam kết. Ông Rutte là một trong những người đứng đầu chính phủ tại vị lâu nhất ở châu Âu, giữ chức thủ tướng từ năm 2010. Hiện trong vai trò chuyển tiếp, sau khi nhà lãnh đạo cử hữu Gert Wilders giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc tổng tuyển cử Hà Lan vào tháng 11 năm 2023, sau khi từ chối vị trí NATO trong những năm trước, vào tháng 10 năm ngoái, ông Rutte nói với truyền thông Hà Lan rằng điều hành liên minh quân sự là một công việc rất thú vị và ông sẽ cởi mở với triển vọng này. Dự kiến NATO sẽ công bố người kế nhiệm Stoltenberg, người đã hai lần được kéo dài nhiệm kỳ, kéo dài một thập kỷ trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới tại Washington, nước Mỹ. Để trở thành Tổng thư ký NATO, ông Rutte cần sự ủng hộ của tất cả 31 thành viên. Tới nay, Politico dẫn nguồn tin là hai quan chức cấp cao cho biết ông Rutte đã nhận được sự ủng hộ của 2 phần 3 các nước NATO để lãnh đạo liên minh quân sự này. Nguồn tin ngoại giao của Reuters cho biết đến nay, Thủ tướng Hà Lan là ứng viên chính thức duy nhất cho vị trí này. Ngoài ra, Thủ tướng Estonia Kajakalas và Thủ tướng Latvia Kristjanis Karins cũng bày tỏ sự quan tâm, nhưng chưa được giới thiệu với tư cách ứng viên. Trước đó, thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, được cho là người kế nhiệm tiềm năng chức Tổng thư ký NATO đã thẳng thừng sẽ từ chối công việc nếu vị trí trên được giao cho bà. Bộ ngoại giao Đan Mạch cho biết, nước này đã ký hiệp ước an ninh 10 năm với Ukraine sau khi Anh, Đức và Pháp có động thái tương tự. Bộ ngoại giao Đan Mạch cho biết, thỏa thuận đồng nghĩa các khoản hỗ trợ quân sự và dân sự trong tương lai sẽ được thiết lập theo khuôn khổ cho 10 năm tới. Các khoản hỗ trợ sẽ được tài trợ bởi quỹ Ukraine ước tính hiện có 69,1 tỷ kroner, 10 tỷ đô la Mỹ của Copenhagen. Với động thái này, Đan Mạch là quốc gia tiếp theo ký hiệp ước an ninh dài hạn với Ukraine sau Anh, Đức và Pháp. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 22 tháng 2 nói Rome cũng chuẩn bị ký hiệp ước tương tự với Kiev nhằm giúp Ukraine củng cố ngành quốc phòng và đối phó các mối đe dọa như chiến tranh mạng. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng vừa thông báo Copenhagen sẽ viện trợ quân sự thêm 1,7 tỷ kroner, hơn 247 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, Joen Lund Poulsen, nói gói viện trợ sẽ gồm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và 15.000 pháo. Đan Mạch cũng sẽ chuyển lô tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine trong mùa hè năm nay. Sau khi mất thị trấn Adipka thuộc tỉnh Donetsk đô miền đông Ukraine vào tay Nga, Kiev đang kêu gọi phương Tây viện trợ thêm trong hoàn cảnh đạn dược, pháo binh và các loại vũ khí khác đang dần cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Thụy Điển mới đây cho biết, sẽ viện trợ quân sự trị giá khoảng 682 triệu đô la Mỹ, bao gồm chuyển giao thiết bị mới và tiền mặt để Ukraine mua sắm vũ khí. Gói viện trợ mới bao gồm đạn pháo, cũng như pháo phòng không và súng không giật. Thụy Điển cũng sẽ cung cấp một số loại tàu chiến đấu, cùng như vũ khí dưới nước như mìn và xuồng không người lái. Ngoài ra, Stockholm cũng dành tiền mặt để mua vật liệu chiến tranh thông qua các quỹ quốc tế của Ukraine và dành gần 100 triệu đô la Mỹ để mua khoảng 10 xe chiến đấu bọc thép mới, sẵn sàng giao cho Ukraine vào năm 2026. Đây sẽ là đợt viện trợ thứ 15 của Thụy Điển dành cho Ukraine và là gói viện trợ lớn nhất của quốc gia Bắc Âu này cho đến nay. Nâng tổng số viện trợ kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022 lên khoảng gần 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Canada tuyên bố sẽ tặng hơn 800 máy bay không người lái Skyranger R-70 cho Ukraine. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ 12,1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả số tiền đã công bố và đã thực hiện. Thủ tướng Ukraine cho biết, theo phía Nhật Bản, trong hội nghị, Tokyo đã cam kết viện trợ thêm 105 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để tài trợ cho công việc giả phá bom mìn và sửa chữa khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Al Jazeera vừa qua đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời Thủ tướng Ba Lan tới gặp tại biên giới chung giữa hai nước để giải quyết tình trạng bất ổn khi nông dân Ba Lan phong tỏa và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực dẫn tới biên giới chung. Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine cho biết Ông hy vọng cuộc gặp ở biên giới được đề xuất giữa ông, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và một đại diện của Liên minh châu Âu có thể diễn ra trước ngày 24 tháng 2. Ông Zelensky nói: "Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi đã sẵn sàng ở biên giới với chính phủ của mình." Tổng thống Ukraine nói thêm: "Những hiểu lầm là quá đủ rồi. Chúng ta không nên hạ thấp nhau, hạ nhục nông dân Ba Lan hay nông dân Ukraine. Chúng ta cần sự đoàn kết. Chúng ta cần những giải pháp cho Ba Lan, Ukraine và ở cấp độ toàn châu Âu." ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine không thể chấp nhận khi người Ba Lan biểu tình và dơ biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Nga Putin. Ít nhất một biểu ngữ như vậy đã xuất hiện trong đám đông biểu tình ở biên giới Ba Lan trong thời gian gần đây. Chính phủ Ba Lan chưa có phản hồi về lời mời của ông Zelensky. Trước đó, họ cũng nêu quan ngại về biểu ngữ ủng hộ hoặc ca ngợi ông Putin ở Ba Lan. Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu EU, đã nhiệt tình ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ba Lan đã nhận nhiều người nhập cư Ukraine đồng thời cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi nông dân Ba Lan bất bình cho rằng ngũ cốc và nhiều thực phẩm khác nhập khẩu từ Ukraine dẫn đến giá cả các mặt hàng này giảm mạnh, ảnh hưởng đến sinh kế của họ. Nông dân Ba Lan cũng góp mặt trong làn sóng người nông dân khắp châu Âu biểu tình phản đối cạnh tranh từ Ukraine cũng như chính sách môi trường của EU bởi họ cho rằng nó sẽ tăng chi phí sản xuất. Hôm 20 tháng 2, nông dân Ba Lan đã tổ chức một ngày biểu tình lớn, chặn gần như toàn bộ giao thông ở biên giới với Ukraine khiến Kiev nóng mặt. Trong một diễn biến khác, hãng Bloomberg của Mỹ trích dẫn bình luận của Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, ông Oleksandr Kubrakov tiết lộ Kiev đang lên kế hoạch thiết lập một tuyến đường bổ sung qua sông Danube để tránh các vấn đề ở biên giới với Ba Lan. Hàng xuất khẩu của Ukraine được tăng cường vận chuyển bằng đường bộ vào Ba Lan, nhưng vấp phải sự phản đối của nông dân và người lái xe tải Ba Lan. Họ đã nhiều lần phong tỏa biên giới đối với hàng hóa thương mại kể từ tháng 11 năm 2023. Cũng theo ông Kubrakov, tuyến đường mới sẽ dễ dự đoán hơn so với xuất khẩu bằng đường bộ sang Ba Lan, tuyến đường được đề xuất đang trong giai đoạn thăm dò sẽ chạy từ thành phố Izmail của Ukraine trên sông Danube đến Constanta ở Romania rồi kết thúc ở các thành phố cảng bên bờ sông Danube ở Đức. Mới đây, Nhà Trắng đã cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran chuyển tên lửa đạn đạo cho Moscow. Nhà Trắng cảnh báo Iran sẽ đối mặt phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran chuyển tên lửa đạn đạo cho Moscow, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói: "Trong bài báo đó, phía Iran đã nêu rõ họ sẽ chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga. Chúng tôi không có lý do để tin họ sẽ không làm vậy. Nếu họ thực hiện, tôi có thể đảm bảo cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng nhanh chóng và mạnh tay." Nhà Trắng chưa có bằng chứng xác thực thông tin. Về phần mình, chúng tôi sẽ đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Kirby bổ sung. "Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Iran, phối hợp với đồng minh và đối tác tại các khu vực để triển khai thêm biện pháp đối phó." Trước đó Iran đã cung cấp cho Nga khoảng 400 tên lửa, bao gồm nhiều tên lửa thuộc dòng vũ khí đạn đạo tầm ngắn Fateh 110, chẳng hạn như tên lửa Zolfaqa. Các chuyên gia cho biết tên lửa cơ động này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 km. Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết, các chuyến hàng bắt đầu vào đầu tháng 1 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức an ninh và quân sự của Iran và Nga, diễn ra ở Tehran và Moscow. Quan chức quân sự Iran được Reuters trích dẫn cho hay Đến nay, Iran đã chuyển ít nhất 4 chuyến hàng tên lửa cho Nga và sẽ có nhiều hơn các chuyến hàng trong những tuần tới. Tuy nhiên, vị này từ chối cung cấp thêm chi tiết. Reuters dẫn nguồn quan chức cấp cao khác của Iran cho biết, một số tên lửa đã được gửi tới Nga bằng tàu qua biển Caspian, trong khi những tên lửa khác được vận chuyển bằng máy bay. Quan chức quân sự Iran cho hay, sẽ có nhiều chuyến hàng hơn, không có lý do gì để giấu diếm. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí tới bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi muốn. Mặt khác, ông Jeffrey Lewis chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey cho hay, dòng tên lửa Fateh 110 và Zonfaga của Iran là vũ khí chính xác. Ông Lewis nói, chúng được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao và cần gây thiệt hại chính xác, đồng thời nhấn mạnh 400 quả tên lửa có thể gây ra tổn thất đáng kể nếu chúng được sử dụng ở Ukraine. Một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng tên lửa Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Người phát ngôn không quân Ukraine cũng cho hay, họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga có tên lửa Iran, nhưng ông nhấn mạnh tên lửa đạn đạo sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói rằng Nga đang muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội thông qua, khiến Kiev rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Ông Zagorodnyuk, hiện là chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phòng không có trụ sở tại Kiev, cho biết. Việc thiếu sự hỗ trợ của Mỹ đồng nghĩa với việc thiếu hụt lực lượng phòng không trên mặt đất ở Ukraine. Vì vậy, Nga muốn tích lũy một lượng lớn tên lửa và xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Philadelphia của Mỹ cho biết, việc Iran cung cấp tên lửa Fateh-100 và Zolfaga sẽ mang lại cho Nga lợi thế lớn hơn trên chiến trường. Ông Lee nói, chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự, và tên lửa đạn đạo cũng khiến lực lượng phòng không Ukraine khó đánh chặn hơn. Ngày 22 tháng 2, Anh đã công bố hơn 50 biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong bối cảnh ngày 24 tháng 2 sẽ đánh dấu 2 năm xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh, những biện pháp trừng phạt nói trên nhắm vào 14 thực thể và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất đạn dược và vũ khí như hệ thống phóng rocket, tên lửa và các loại chất nổ. Trong danh sách này có nhà máy sản xuất vũ khí Sveklov của Nga, một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ ba công ty của Trung Quốc và hai thực thể ở Belarus. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các công ty điện tử và nhà kinh doanh kim cương và dầu mỏ của Nga. Cho đến nay, Nga đã áp đặt trừng phạt đối với tổng cộng 2.000 cá nhân, công ty và nhóm liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành ở Ukraine. Trong bối cảnh sắp đánh dấu 2 năm xảy ra xung đột Nga-Ukraine, ngày 22 tháng 2, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, trong khi đó các lực lượng của Ukraine vẫn duy trì phòng thủ ở miền đông. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Tusk cam kết đảm bảo các chuyến hàng viện trợ cho Ukraine giữa lúc căng thẳng gia tăng ở biên giới vì nông dân biểu tình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói hôm 22 tháng 2 rằng để đảm bảo chắc chắn viện trợ quân sự, thiết bị, đạn dược cùng viện trợ nhân đạo và y tế đến Ukraine mà không chịu bất kỳ chậm trễ nào, chúng tôi sẽ đưa các cửa khẩu ở biên giới với Ukraine vào danh sách hạ tầng quan trọng. Ông Tusk nói thêm rằng các tuyến đường sắt và đường bộ tới Ukraine cũng sẽ được vào danh sách. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh động thái này có nghĩa Vaksava sẽ đưa ra chế độ tổ chức khác với hạ tầng quan trọng, song không nói rõ nông dân có được phép tiếp tục biểu tình ở biên giới hay không. Trong một cuộc phỏng vấn mới được phát sóng của hãng tin Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Kiev trong bối cảnh các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đang trì hoãn việc phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Kiev. Tuy nhiên, nguồn tài trợ hiện tại đã cạn kiệt và các hạ viện Mỹ đang trì hoãn những khoản hỗ trợ mới. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan đến Nga. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Trên cho biết các biện pháp trừng phạt này sẽ do cả Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao áp đặt và đây sẽ là gói trừng phạt lớn nhất kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine. Đến nay, Washington và các đồng minh đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự và thu ngân sách của Moscow. Trong số các biện pháp này có việc áp mức giá trần nhằm giảm thu nhập từ xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Bên cạnh đó, một liên minh bao gồm nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và Australia đã đặt ra mức giá trần là 60 đô la Mỹ một thùng dầu thô của Nga. Trong những tháng gần đây, liên minh này đã công bố kế hoạch thắt chặt việc tuân thủ mức giá trần. Theo đài RT, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, Armenia trên thực tế đã đình chỉ tham gia thỏa thuận an ninh quan trọng với Nga với lý do căng thẳng tiếp tục gia tăng với nước láng giềng Azerbaijan. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh France 24 được công bố Ông Pashinyan nói rằng đất nước của ông ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO, khối gồm 6 thành viên được thành lập ngay sau khi Liên Xô tàn giã. Thủ tướng Pashinyan giải thích, chúng tôi tin rằng trong trường hợp của Armenia, Hiệp ước đã không được thực thi, đặc biệt là vào năm 2021-2022, và nó không thể không được chú ý. Chúng tôi đã đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước này. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Armenia bắt đầu từ chối tham dự một số sự kiện và cuộc tập trận quân sự của CSTO vào năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan trước đây cho biết Yerevan không có kế hoạch chính thức cắt đứt quan hệ với khối. Tuy nhiên, ông kêu gọi khối và lãnh đạo Nga ủng hộ Armenia trong cuộc xung đột với Azerbaijan và lên án sự hung hăng của nước này trong khu vực. Đầu tháng này, Yerevan và Baku đổ lỗi cho nhau về việc để nổ ra một cuộc đọ súng ở biên giới khiến bốn binh sĩ Armenia thiệt mạng và một lính biên phòng Azerbaijan bị thương. Hai nước láng giềng vùng Caucasus đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sáp nhập với Armenia. Các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Nagorno-Karabakh được tổ chức từ năm 1992 với sự trung gian của nhóm Minsk thuộc tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng vai trò tham gia của Nga, Pháp, Mỹ, Belarus, Đức, Italy. Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, song cũng không thể hạ nhiệt xung đột. Tháng 9 năm 2023, Azerbaijan bất ngờ đưa quân đến Nagorno-Karabakh và chỉ sau một ngày giao tranh, nước này tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khu vực này khi lực lượng người sắc tộc Armenia hạ vũ khí và giải tán lực lượng. Gần đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã nhất trí giải quyết bất đồng giữa hai nước thông qua các biện pháp hòa bình. Thủ tướng Đức đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia bên lề hội nghị an ninh Munich. Cam kết tránh xung đột cho thấy căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặt khác trước đó, Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không đồng tình với Armenia về cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm của Moscow là đúng đắn. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của nước này và Armenia về Ukraine là khác nhau hoàn toàn nhưng điều đó sẽ không ngăn cản Moscow và tin rằng lập trường của mình là đúng. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người nói rằng Armenia không phải là đồng minh của Nga liên quan đến vấn đề xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói, trên thực tế, chúng tôi có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về những gì đang diễn ra ở Ukraine và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nói chung. Đây không phải là bí mật. Vì vậy, chúng tôi biết những người bạn Armenia của chúng tôi đang đứng ở đâu. Chúng tôi không đồng ý với họ về vấn đề này, và sẽ tiếp tục khẳng định rằng quan điểm của chúng tôi là đúng đắn. Tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Armenia hải ngoại ở Đức, ông Pashinyan nhắc lại rằng Yerevan không ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine, nêu rõ Armenia không phải là đồng minh của Nga khi nó đến cuộc chiến ở Ukraine. Chuyển sang những diễn biến mới nhất ở Trung Đông, thưa quý vị, Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Gaza giữa căng thẳng Israel-Hamas và phản đối một cuộc tấn công lớn trên bộ của đồng minh Israel ở Rafah. Hãng tin Reuters của anh cho biết, vừa qua Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Gaza giữa căng thẳng Israel-Hamas và phản đối một cuộc tấn công lớn trên bộ của đồng minh Israel ở Rafah. Trước đó, tổng thống Biden đã có cuộc đàm phán với thủ tướng Netanyahu, trong đó ông Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông Biden cho biết, "Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với thủ tướng Israel trong vài ngày qua. Tại đây tôi đưa ra quan điểm rằng tôi cảm thấy cần có một lệnh ngừng bắn tạm thời để đạt được mục tiêu giải cứu các tù nhân và con tin." Nhà trắng vào tuần trước cũng cho hay, tổng thống Mỹ một lần nữa nhắc thủ tướng Israel không nên tiến hành hành động quân sự ở Rafah nếu không có kế hoạch khả thi để bảo vệ dân thường Palestine. Đây là lần thứ hai kể từ sự kiện Hamas tấn công Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, Washington đề xuất một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an về Gaza. Nghị quyết đầu tiên hồi cuối tháng 10 năm 2023 đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Trong khi Mỹ sẵn sàng bảo vệ Israel bằng cách phủ quyết dự thảo nghị quyết của Algeria hôm 20 tháng 2, Giám đốc Liên Hợp Quốc của nhóm khủng hoảng quốc tế Richard Gohan nhận định Israel sẽ lo ngại hơn về văn bản mà Washington đang soạn thảo. Ông Richard Gowan nói, việc Mỹ đưa ra văn bản này là một phát súng cảnh báo đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đó là tín hiệu mạnh mẽ nhất mà Mỹ gửi tới Liên Hợp Quốc cho đến nay, tuyên bố rằng Israel không thể dựa vào bảo vệ ngoại giao của Mỹ vô thời hạn. Cũng liên quan đến tình hình Gaza, thành viên nội các chiến tranh của Israel cho biết hiện có nhiều nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về phóng thích con tin và đã có dấu hiệu từ sớm cho thấy sẽ có tiến triển thành viên nội các chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz cho biết có những dấu hiệu sớm về tiến triển trong đàm phán thỏa thuận phóng thích các con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và tạm giữ tại giải Gaza, từ đó đảm bảo một khoảng thời gian tạm dừng giao tranh. Phát biểu họp báo được phát trên truyền hình, ông Gantz cho biết hiện có nhiều nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về phóng thích con tin và đã có dấu hiệu từ sớm cho thấy sẽ có tiến triển. Dù cam kết sẽ không ngừng tìm cách và không bỏ lỡ cơ hội để đưa các con tin trở về Israel, nhưng ông Gantz nhấn mạnh nếu không có thỏa thuận mới, quân đội Israel sẽ duy trì chiến dịch tại giải Gaza, kể cả trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người theo đạo hồi. Thông báo của ông Gantz được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực nối lại đàm phán tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Ngày 21 tháng 2, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, Brett McGu, đã đến Cairo, Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch, sau khi dừng chân ở Ai Cập, ông McGu sẽ đến Israel trong ngày 22 tháng 2. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết, Washington mong muốn một thỏa thuận trao trả con tin giúp đảm bảo một lệnh ngừng bắn tạm thời để các con tin được phóng thích và hàng hóa nhân đạo đến được với người dân già Gaza. Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo thủ lĩnh Ismail Haniyeh đã có mặt tại Cairo Ai Cập để tham dự các cuộc đàm phán. Cuối tuần qua, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã sẵn sàng cho chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah. Cực nam giải Gaza giáp Ai Cập, nơi Israel cho là thành trì cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas. Kế hoạch đổ bộ vào Rafah được Israel đưa ra sau khi giới lãnh đạo nước này hồi đầu năm nay tuyên bố đã hoàn thành việc dỡ bỏ cơ cấu chỉ huy của Hamas ở phía bắc giải Gaza, rút bớt binh sĩ Israel ở phía bắc để dồn lực tấn công phía nam của giải đất theo đài CNN. Từ các tuyên bố của giới lãnh đạo Israel có thể thấy, nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy nước này quyết định sẽ tấn công vào Rafah là vì thành phố này có vai trò quan trọng đối với Hamas, cả về kinh tế lẫn quân sự. Thành phố cực nam giải Gaza này cũng là trung tâm kinh tế của Hamas, được cho là cửa khẩu quan trọng cho hoạt động buôn lậu của nhóm này. Hệ thống đường hầm bên dưới Rafah là nơi lưu truyền không chỉ vũ khí mà còn rất nhiều tiền, hàng hóa. Về quân sự, Israel cho rằng Rafah là nơi ẩn náu của bốn lữ đoàn Hamas và các con tin Israel đang bị giam giữ ở đây. Bên cạnh đó, nhiều nhà quan sát cho rằng Israel đưa ra kế hoạch đổ bộ vào Rafah nhằm củng cố uy tín của Thủ tướng Netanyahu. Theo Giám đốc Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, Philippe Lazzarini, trường hợp Israel tấn công vào Rafah, nỗi lo đầu tiên chính là hàng triệu dân thường sẽ đi về đâu, khi hoàn toàn không còn nơi nào an toàn ở Rafah. Về phía Israel, chiến dịch ở Rafah được cho là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nước này khi nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi Israel tránh tấn công vào Rafah. Trước đó, Quân đội Israel công bố thông tin đã loại bỏ khoảng 12.000 trong số khoảng 30.000 tay súng của lực lượng Hamas tại giải Gaza kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Con số này cao hơn nhiều so với thừa nhận của một quan chức Hamas đóng tại Gaza với Reuters. Theo đó, trong lần thừa nhận tổn thất hiếm hoi, đại diện lãnh đạo Hamas cho biết lực lượng này ước tính đã mất khoảng 6.000 chiến binh trong cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua với Israel. Đây là lần đầu tiên Hamas công bố con số có sự phân biệt rõ ràng về các chiến binh và dân thường trong tổng số người thiệt mạng vì xung đột hiện hamas chưa xác nhận hay phản hồi gì về công bố mới nhất của israel trong khi cũng chưa có nguồn thống kê độc lập đáng tin cậy nào về con số thương vong của lực lượng này trong cuộc xung đột với israel tuy nhiên chắc chắn đây là tổn thất chưa từng có trong lịch sử của hamas hiện cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt ở khắp giải gaza và lan tới những đô thị còn sót lại ở giải đất hẹp này giới chức hamas cũng khẳng định họ vẫn còn đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu với israel và chuẩn bị cho một cuộc giao tranh lâu dài ở hai thành phố chính là Rafa và Gaza. Quan chức Hamas tuyên bố, lực lượng này sẽ vẫn đứng vững và mục tiêu xóa sổ Hamas của quân đội Israel sẽ phá sản. Lời khẳng định này cùng với quyết tâm không lùi bước trong xung đột của chính phủ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy, sự đẫm máu của cuộc xung đột sẽ ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới. Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông Sencom cho biết trong ngày 22 tháng 2, không quân nước này đã tiến hành 4 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều tên lửa của lực lượng Houthi. Theo thông báo trên nền tảng mạng xã hội X của Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông, các cuộc không kích mới nhất của quân đội Mỹ đã phá hủy 7 tên lửa hành trình cùng một xe phóng di động với nhiều tên lửa đạn đạo đối hạm của lực lượng Houthi. Bên cạnh đó, lực lượng Mỹ tại khu vực cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi trên biển đỏ. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông khẳng định các cuộc tấn công này có tính chất phòng vệ nhằm ngăn chặn một đe dọa rõ ràng từ các vũ khí của Houthi đối với các chiến hạm Mỹ cũng như các tàu thương mại trên biển đỏ. Mỹ cùng Anh và một số đồng minh phát động chiến dịch không kích vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen hôm 11 tháng 1 vừa qua nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tập kích bằng cả tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát của lực lượng này nhằm vào các tàu hàng trên biển đỏ từ cuối tháng 11 năm 2023. Một số nguồn tin Ả Rập dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chưa kể các cuộc không kích mới nhất ngày 21 tháng 2, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 57 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều mục tiêu của Houthi, bao gồm các kho chế đạn dược, tên lửa, máy bay không người lái, cùng nhiều trạm radar và xe phóng tên lửa di động. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia quân sự khu vực và quốc tế, để có thể ngăn chặn hoàn toàn khả năng phát động các cuộc tấn công của Houthi, chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh vào Yemen có thể phải kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, song song với việc sử dụng nhiều biện pháp kết hợp khác. Thế nhưng, có vẻ Houthi vừa gây ra mối đe dọa mới cho tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công tử vệ nhằm vào 5 mục tiêu trong khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen sau khi Houthi sử dụng một tàu ngầm không người lái lần đầu tiên kể từ khi các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden bắt đầu. Nhà phân tích quốc phòng và an ninh quốc gia Mick Munroy nói về kênh ABC News ngày 21 tháng 2 rằng tàu ngầm không người lái hay UUV cho thấy khả năng tiến bộ của Houthi và một chiến lược đang thay đổi. Ông Munroy nêu rõ. Các tàu mặt nước và tàu ngầm không người lái khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn so với máy bay không người lái và tên lửa chống hạm. Lực lượng hầu thì không có khả năng tự sản xuất những vũ khí này, vì vậy chúng có thể đến từ bên ngoài. Theo ông Muroi, các hệ thống vũ khí không người lái là một mối đe dọa rất nguy hiểm vì chúng có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của tàu bằng cách tấn công từ nhiều chiều, hướng hay còn gọi là cuộc tấn công bay đàn nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại